Được chưa? Ok. 60 viên. Sáng 30. Tối 30, được chưa? Ok. Tặng cho mọi người cái này đi du lịch, được chưa? Ok. Toàn bộ hàng của mọi người nhận về sẽ là hàng bếp xa, được chưa? Ok. Em ơi, lần qua là coi như là nó là bao nhiêu năm? 7 năm rồi. Từ lúc 7 năm rưỡi. Từ lúc còn màu đỏ. Đúng. Cho đến lúc coi như là Beauty Plus 99. Đến ngày hôm nay Diamond 7 năm trên thị trường. Nếu như không mua, không bao giờ tồn tại. Rồi. Đang sử dụng từ cái thời điểm mà còn là một cái phiên bản gọi là màu xanh da trời nhá mọi người. Đúng. Cho rồi. Đến là màu tím nhá, xong màu đỏ nhá, xong bây giờ là màu 7 màu nhá mọi người. Rồi. Giá mang Diamond White á, là lúc nào mọi người cũng sẽ nhận deck mới tinh. Bởi vì là luôn gọi là hàng nóng hổi, vừa thổi vừa uống. Đúng rồi. Deck mới tinh, deck 2027 nhá mọi người. Ok. Còn gì đâu người ơi, Diamond White là trắng. Yêu ơi, dã man. Riêng viên Diamond White của nhà Giang là uống này trắng này, mịn này, sáng da lại trẻ hóa nữa. Chứ sao? Đó. Một sản phẩm nhưng mà đang công dụng. Mua liền, mua liền, mua liền, mua liền, mua liền. Mọi người ơi, bây giờ này. Hết chưa?